gói cho sau bé bỏ bỏ vào trong một cái hộp nha. Trong cái hộp nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn cho mình làm nha mọi người. Mình không khó nha mọi người, mình chỉ việc điền vô tờ giấy nó và làm theo nhau nha mọi người, cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản nha, không có gì khó hết nha mọi người. Đấy, màu này rất là đẹp nha. Mọi người nhà có trẻ em thì mọi người có thể tham khảo mua mẫu này về, vì các bé ở nhà hiện nay mình thấy các bé ở nhà rất hay xem điện thoại, mình mua cái này về thì các bé sẽ không còn xem điện thoại nhiều nữa, vì điện thoại nó ảnh hưởng tới mắt, ảnh hưởng tới sức khỏe của các bé, ảnh hưởng đến cái quá học tập của các bé nha mọi người. Mua cái này nè. Và khi mọi người làm xong đó, mọi người có thể tham khảo để làm phật màu trang trí ở phòng khách, phòng ngủ và các phòng tập làm việc của mình nha mọi người. Các bé mua về và tặng quà sinh nhật cũng rất là hay nha. Ok nha mọi người. Thời gian làm cũng khá là nhanh, kiểu như chuyện quán cố rồi đó. Kể tạm qua khu ở thằng mua đen bắt một không lái khu ở lái vô bé không còn đưa đen tiếp rồi. Mọi người có thể tham khảo nha. Thời gian làm mình làm bộ này cũng tầm 10-15 phút thôi nha mọi người, khá là nhanh, khá không khó nha mọi người. Nếu mọi người khéo tay thì hơn thì mọi người có thể làm nhanh hơn mình nha. Người khéo tay mọi người có thể làm nhanh hơn mình làm tầm 10-15 phút nữa. Người khéo tay thì mọi người có thể làm nhanh hơn mình. Rất là tiện lợi. Ok nha mọi người. Thì video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, bạn nghĩ thì cho mình một like, một chia sẻ kênh để đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mọi người muốn mình làm những vật gì thì mọi người nhớ đăng ký dưới video này nha. Mình sẽ làm cho mọi người xem. Ok, xin bà bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha.